Thưa quý vị, tối nay lễ hội Quán Thế Âm Ngũ Hành Sơn năm 2023 sẽ chính thức khai mạc với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao, tín ngưỡng, tôn giáo phong phú đa dạng. Trong sáng nay, mọi công tác chuẩn bị đã được hoàn thiện, thu hút nhiều người dân và du khách đến tham quan. Ghi nhận của phóng viên Thời sự Đà Nẵng TV. Nằm trong chuỗi hoạt động của lễ hội Quán Thế Âm Ngũ Hành Sơn, sáng nay đã diễn ra hội thi kéo co, đẩy gậy, mở màn cho các hoạt động văn hóa khác như biểu diễn nghệ thuật, Nhật Bản, hô hát bài chòi, triển lãm ảnh về danh thắng Ngũ Hành Sơn và Mai Nhai Ngũ Hành Sơn. Dù chưa chính thức khai mạc nhưng nhiều du khách, Phật tử vẫn đến dâng hương cầu bình an cho gia đình. Đây là dịp quan trọng để đồng bào Phật tử nói riêng và nhân dân nói chung, cầu cho quốc thái dân an, chúng sinh an lạc, khơi dậy lòng từ bi, bác ái, hướng thiện trong mỗi con người. Riêng cá nhân tôi cũng giống như là chị em, và đặc biệt là năm nay lại trùng với lại cái ngày mùng 8 tháng 3, thế nên là chị em rất là vui đến đây, và cũng như là đồng quý Phật tử ở tất cả các nơi rất là hoan hỷ về dự lễ, cũng như là về mặt tâm linh thì cũng thấy rất là thanh thản và rất là mừng vui. Đà Nẵng đã đổi mới sau 2 năm đại dịch, có một cái sự chuẩn bị rất là chu đáo cho cái việc mà khách du lịch đến với Đà Nẵng. Sau 2 năm hoãn vì dịch Covid-19, lễ hội Quán Thế Âm Ngũ Hành Sơn trở thành sự kiện được nhiều người dân địa phương và du khách gần xa háo hức mong chờ. Cùng với niềm mong đợi của người dân và du khách trong và ngoài thành phố, hiện các ngành chính quyền địa phương cũng đã sẵn sàng các điều kiện để lễ hội diễn ra thành công, vui tươi, an toàn.